Thưa các bạn, ngày hôm nay trên sân khấu của chúng ta sẽ là một tiết mục của một dancer. Bạn đã có 4 năm làm vũ công, sau đó thì bạn đã mạnh mẽ bước lên phía trước trở thành một ca sĩ. Và ngày hôm nay cô ấy sẽ gửi đến chúng ta bài hát September Flowers, một sáng tác của Toliver và Ryan Mastiff. Xin mời chào đón Minh Tâm. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Minh Tâm. Đã biết nhau từ lâu nên em chẳng nói ra hết những lời này. Giờ anh đi mất, lòng em đau nhói trong góc tối. Từ nhỏ là Tâm rất là đam mê ca hát và rất muốn trở thành một người ca sĩ. Nhưng mà bởi vì không có cái điều kiện định hướng để Tâm có thể đến với cái niềm đam mê đó, thì Tâm vô tình cái dịp đó Tâm đi xem ca nhạc và Tâm thấy anh chị ca sĩ biểu diễn, rồi thấy những bạn dancer phía sau, thì Tâm mới nảy ra một quyết định là tại sao mình không đi học nhảy để mình có thể được đứng trên sân khấu trước, rồi mình sẽ tìm cách để đi hát sau. Và rất là may mắn thì Tâm đã gặp được một cái người anh, mà người anh này rất là hiểu rõ trong về cái cách định hướng để mà cho Tâm đi hát. Và tới thời điểm hiện tại thì Minh Tâm đã vừa cho ra mắt được 2 MV ca nhạc và 2 bản audio single nằm trên các trang kênh âm nhạc. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho Minh Tâm thật nhiều trong chương trình 100 giây rực rỡ nhé. Người hiền lòng anh lại gần bên em, để tháng chín cho họ thêm sầu riêng, chờ mong một ngày mai họ chẳng phải bóng hiền. I like the September flower, September flower, feeling like a September with flower, September. Để cho em phút yên bình đi sâu cơn say men tình, để con tim bay sung lên thì nỗi nhớ dâu trong em, yêu thương khi xa vời, hạnh phúc trong anh qua rồi, sẽ tan theo gió mây trôi, người đi theo đến cuối trời, để quên đi khi không vương buồn, chờ mong tình yêu anh bao tháng ngày, nhìn theo bóng dáng thân quen trong mọi sự. Phải làm sao để tìm thấy tình đắng say? Họ tăng chiến kia mang bao âu yếm, người hiền bóng anh lại gần bên em. Để tháng chín cho họ thêm sao duyên, chờ mong một ngày mai họ chẳng phải bóng hiền. I like the September flower, September flower, feeling like a September. Sao anh vẫn còn ghé đến tìm bao cơn mê khẽ dù hằng đêm. Mới hồi xưa hằng nguyên về dù anh không đến cùng lời anh hứa với em. Để cánh hoa trong heo mòn, mặc cho lại gió kia để ra vui tâm hồn. Dù biết trong anh có còn một chút nhớ mong người vào mùi hương. Họ tăng chiến kia mà bao âu yếm, người hiền bóng anh lại gần bên em. Để tháng chín cho họ thêm sầu riêng, chờ mong một ngày mai họ chẳng phải bóng hiền. I love you, September flower.
September lover. Feeling like a September lover. September lover. Chúng ta sẽ cùng đến với số lượt bình chọn của quý vị khán giả dành cho Minh Tâm. Xin mời anh Tim. Và bây giờ sẽ là số lượt bình chọn của bạn trong 100 giây đầu tiên. Số lượt bình chọn trong 100 giây đầu tiên của Minh Tâm là 71 điểm. Bạn xin cảm ơn. Và trong 10 giây, bạn đạt được 25 bình chọn. Tổng số bình chọn của Minh Tâm trong phần thi vừa rồi 131,5 điểm. Em xin cảm ơn ạ. Và em xin chào.